Chó nào lại? Giới thiệu bạn, đây là bãi xe của sân bay Tân Sơn Nhất, bãi xe ô tô rất là nhiều xe. Sao chị?
Cái này câu dừa không được chưa? Cái này đã rước được khách rồi, giờ mình quay trở về thôi. Tạm biệt sân bay. Lối ra đi nào em? Không, em vô ga. Ra luôn, đi về luôn. Về luôn là chạy thẳng ạ. Rồi, cảm ơn em. Con vô ga đi vô đây ạ. Rồi, cảm ơn em. Luôn em. Rồi, cảm ơn em.